Đây anh em, cá hồng vện nha anh em. Đẹp ghê không? Đây anh em, đây là công đoạn chuẩn bị cho việc thi câu nha. Chuẩn bị nút lưỡi. Đây là ngoại hai con nè. Rồi sáng tin có một con thằng kia nó qua gặp tao, nó anh Hưng. Đây anh em, đây. Cắt mồng cho ta. Chiến đấu nha. Đến đường nha anh em. Ở đây là cây nai nai. Đó. Hai cây nai nai màu hồng nha anh em. Lên đường đi câu cá nha. Bây giờ mời anh em cùng theo dõi bữa câu ngày hôm nay của mấy anh em mình. Đây thì bây giờ mấy anh em mình sẽ câu tại cống này nha. Đó. Đông nhỏ tao đọt lưới không ơi. Cá ông tổng nó gồm rồi kìa nè, anh em thấy không, nó chớp chớp nhau hết trơn. Rồi nhá ơi. Chết luôn á. Nghe lời thân rồi chết liền, bán lúa giống nè. Tao làm con ơi, không làm là bán lúa giống nha. Đây là con nhấp nha anh em. Câu chứ không có móc con cá bỏ vô nha. Yeah. Dính này, dính này. Ờ, dính gốc luôn rồi. Ờ, dính gốc mà. Ờ, dính cá, dính cá. Yeah. Oh. Thôi chuyến này tin được rồi, tạm tin nha. Dạ. Ok, tạm tin. Rồi. Dạ, Hưng dốc anh em kia. Đây anh em mình cũng bắt trước mà làm hẳn cái nha anh em. Dính lên tóc cái đụng luôn rồi. Đây chà bá luôn anh em. Có lý, có lý. Tóc một cái đụng luôn. Ngon nghe, ngon nghe. Này giờ tới anh Hậu nha. Hả? Nướng luôn ha. Giật lắm. Cái lỗ nó ghê thiệt. Trời ơi, trời ơi, trà bá luôn. Trời ơi, gì mấy ông gỡ lâu vậy? Làm từ mà ăn. Trời ơi, kìa. Ngon lành chưa? Cái này là mày biết luôn, muốn nước sải luôn. Hả? Mấy cái ông bên kia qua câu tao kiếm. Nó bắt trước à. Lộn ô. Trời ơi. Trời ơi. Tục luôn, tục luôn. Mẹ tép, tép mọc nhỏ hơn vậy mà ổng chạy oxy đó thì bữa tao chi hơn còn nổi. Rồi. Nghe ăn hưng thải nó không mực, ổng còn nổi không. Cái dài đó. Đúng hả? Giúp. Hả? 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 Ôi. Ở hai con ơi, bên kia nữa kìa. Không có quay. Trời ơi quá trời ơi. Ôi. Ông không biết quay, ông Vinh ca không biết quay kìa. Trời ơi, coi chị nè. Cá mập lút luôn đã ghê trời. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Đây nè. Ôi ôi, cái kìa, ổng kìa, ổng bỏ là ổng ra ổng câu luôn kìa. Thấy ghiền quá anh em ơi, tiếp nha. Hả? Hả, đụng đáy rồi nhấp nhấp thế nha nè. Ừ, tên nhấp luôn, rồi xuống đáy. Đụng đáy cũng ăn đó. Từ sớm giờ chưa tới đáy á. Để nó làm cái tên nhiều hơn. Đó, lắm, lắm, trời ơi. Rồi vô kèo anh ơi. Chà bá luôn. Ngon là như là uy tín rồi. Cái này tại mình giật gấp chứ mình giật từ từ rồi dính à. Nó cắn kệ đó, mình để cho nó cắn cái mới dính. Nó cắn cái quả ngồi mình giật cái xảy. Đó. Ê. Sao uy tín không? Lẹ.
Nó cắn mình cho nó lôi luôn là mình giật dính. Để mọc cái ống kìa. Đóng hả? Đợi cho thăm con hả? Trời ơi, sao nãy giờ tao móc một tùm lóng. Nãy giờ hơn chưa xả đá. Con ba bịch lại. Này anh em phải nhấp nữa nha. Đi như con tép sống vậy đó. Mình thôi mình hủ lưng ngay nó cũng vậy hả? Câu cũng vậy hả? Tép chết câu cũng ăn nó ăn rồi mình nhấp à. Đó. Rồi hai người luôn. Ăn lớn. Cái này câu con sên cắn là lụm à. Sên heo. Sên mềm cắn là lụm mà con này nó cắn con tép thì cứng quá nó cắn không dính. Lụm. Thôi. Mẹ ai nuôi kiển xuống đây bắt ha. Rồi dính luôn. Qua hỏi anh câu anh Tăng cái tự nhiên bỏ nửa tiếng ra câu nó dạt tiêu. Cái một chút nó mới lại nó gom lại. Hùng là hai con nó 6 ly đó Hùng. Hai con này hai con nó mệt rồi đó. Biết nãy bắt thêm cái chốt vậy nó được ly nữa. Khánh màu đó hai ơi. Chắc mình thấy nó vô rồi. Thôi ơi. Cái đầu nhấp hoài. Cái lỗ này còn nào không? Mấy cái nhỏ nhỏ vô nó ăn không biết, nó ngậm luôn mà mình không biết. Mấy con bự bự nhiều không? Gam nó nhấp à nè. Đó. Ủa. Đứng lâu vậy. Thưa bầy rồi. Cái này mà ra xả mồi chắc nó vô dữ lắm luôn. Tao qua xả cống nó gộp vô á. Đó. Dưới đáy anh tao phải biết câu không ơi. Anh sao sẽ đụng đất đi, nó đụng dưới đất giống như. Rồi gọng cá nha, anh em phải coi coi nãy giờ câu được nhiều nha. Mới câu con xíu mà cũng là cả ký. Thôi nhiều thiệt chứ bộ. Nặng không? Nặng. Nè anh em. Hồi nhiều ghê không? Ồ quá trời luôn ơi, mấy chục con rồi nè. Mười mấy con rồi đó. 20 con chứ. Bộn rồi nha anh em. Tao câu dữ lắm. Câu đáy nhấp 5 cái thước, thêm cái 3 thước là dính rồi. Đậu, tức kìa. Dở rồi đặt cái gió. Nó còn bút còn dính con ba em lưỡi còn câu dở mà chỉ thấy người ta câu không câu dở mà chỉ tươi là ngon hơn đấy chết gặp đầu luôn thấy hàng lục bình tôi á thân nó có hơi nhấp một bẹo hả ờ nhấp một lá rồi với mấy cái hàng đáy á con cá này anh biết nó có ăn tạp cũng như cái chẻm á nhưng mà đâu có biết nhấp như cái chẻm mấy cái bụi lá lỡ lỡ đó, lợi nhấp là có à tao liệu mà tao nhấp đâu mà con cá không nhậm câu cá bự không à còn các bạn tay á mấy cá nhỏ cắt hết trơn đâu có để đâu mà cái từ qua lại nó tông cái cống ra mốt anh xách ve anh dài nhấp thử rồi nhấp mấy cái tấm lá không ờ nó trời con này bự ô ơi tôi đồ xanh thấy chưa thấy người ta biết câu chưa. Ăn cái gì? Yeah, trời ơi. Trời thánh thần ơi. Cá liền pha câu dính nè. Trời quá luôn cái bàn tay mà trời. Ôi coi kìa. Thấy không? Ok. Cái bàn tay luôn. Im mới được. Không có là lớn nha, là lớn với em kia hoài nha. Chưa. Tiêu tiêu. Đúng đẹp luôn, cá này đúng đẹp luôn. Có là này. Quá lạ. Điệp, điệp, đẹp. Mà thì thịt đi luôn dưới rồi, đi theo mấy cống á. Ừ, đi về vài chỗ nào có cống rồi ghé lụm hết. Hết rồi. Mà phải canh nước nha. Ừ. Canh đi nước lớn á. Nước lớn là dễ câu nhất. Nước lớn mà nước cương mới được phải không? Nước lớn chảy được rồi. Không cần ương ha.
dính nè. Xì dính này dính hên nè. Ờ dính hên. Nút lưỡi luôn mà. Nút lưỡi luôn. Thấy đầu gãy không? Nút lưỡi nha anh em. Rồi thì quánh chút xíu cá nó hết ăn rồi nhìn anh em. Thì bây giờ rút thôi nha. Và đây là thành quả nè. Nửa tiếng anh em. Xin xương coi. Thành quả xin xương nửa tiếng nha. Hồi quá trời luôn. Con nó bự nhất không? Này gần mấy ạ? Gần mấy à? Gần mấy. Cá lưng này, cái lưng này biết là quýp không? Lưng còn... bé, cái lưng béo ngậy ha. Cái lưng nó dày mà ba phân. Hết lưng không? Giống cá gô không? Con này ai ăn một lần sẽ nghiện. Rồi thôi về anh em ơi. Về làm mồi.